Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì hôm nay là một ngày trời rất là đầy mây nha. Trời đang chuyển mưa và có thể mưa bất kỳ lúc nào. Và thời gian hiện tại của video này là đang là tháng 6 năm 2024 anh em. Ở cái đây khoảng 3 năm về trước, lần đầu tiên mình chơi một cái thiết bị bay của DJI, mà lúc đó phải nói là thiết bị bay đó cũng thuộc dạng gọi là xịn luôn đó anh em. Đó chính là cái con DJI Mavic Mini, hay bây giờ người ta hay gọi là DJI Mavic Mini 1 đó anh em. Thì phải nói là vào thời điểm đó, cái giá của con DJI Mavic Mini 1 so với những cái con tập bay như SZRC, Hubsan này kia đồ thì nó rất là cao. Và việc chơi được cái con DJI Mavic Mini 1 cũng là một cái sự may mắn đối với bản thân của mình. Hồi đó mình bay con DJI 1 anh em, mình bay thẳng ra sông như thế này nè anh em, không có gì cản hết, rất là thoáng. Mình bay thẳng ra ruộng luôn anh em, cũng không có gì cản hết, 4 km. Và vòng đầu về là mình được tổng hết quãng đường đi là 8 km, với biên độ là sử dụng xe Sony VTC6 thì phải, xe 3000 mAh ha, không phải là benzin nha anh em. Benzin thì nó không bay được như vậy. Và đó là cái mấu chốt mà mình đã bước chân vào cái con đường nghiện ngập độ pin này kia rồi ha anh em. Và hôm nay vào năm 2024, mình có dịp mình quay trở lại, mình trải nghiệm lại cái con DJI Mavic Mini 1 anh em. Thì phải nói thật với anh em là sống của con Mavic Mini 1 ở thời điểm năm 2024 này nó thật sự rất là tệ. Ở điều kiện rất là thoáng, tương tự những điều kiện mà mình từng thử cách đây 3 năm, thì con DJI Mavic Mini 1 bản SS5, bản tiêu chuẩn FCC á, nó chỉ bay được có 1 km thôi anh em, là nó đã bị mất sóng rồi. Còn nếu mà anh em chơi D25 á, thì mình nói là úi giời ơi, cái bản SD25 nó không thể nào mà bay được quá 200m anh em. Nó cố gắng, rất là cố gắng luôn, thì mình bay được cỡ khoảng 200m quay đầu thôi là sóng nó đã bị mất rồi. Ở điều kiện rất rất là thoáng nha, chứ mình không có nói là điều kiện có vật cản này kia các thứ nha. Và lý do tại sao là những cái con máy đời cũ của DJI nó lại tệ đến như vậy anh em, có phải là do cái phần cứng nó lâu đời, nó bị già, nó bị lão hóa, cho nên là dẫn tới cái việc sóng nó yếu như vậy không? Ngoài sóng yếu ra nó còn những cái lỗi lặt vặt khác nữa anh em, những cái lỗi rất là khó chịu, lỗi như là nghiêng đường chân trời, rung gimbal, hay là bay chao đảo, hay là bay cà giật, rất là nhiều những cái lỗi mà mình không nghĩ là trước đây mình từng gặp, mà bây giờ ở năm 2024 ha, cái lỗi đó nó nhiều kinh khủng đối với những cái thiết bị đời cũ anh em. Và theo quan điểm cá nhân của mình sẽ nói để cho anh em biết được rằng lý do tại sao mà các thiết bị đời cũ nó lại tệ đến như vậy ha. Lưu ý, đây là quan điểm cá nhân của mình thôi nha, không phải là chính xác hay là nó đúng với thực tế nha. Và đây là quan điểm cá nhân mình nhìn thấy sao mình nói vậy. Ok anh em. Mình xin nhấn mạnh một điều, anh em lưu ý với mình cái điều này ha. Đó chính là vào năm 2024 này, tất cả các thiết bị cũ nói chung của DJI, thiết bị cũ tức là những thiết bị nào mà nó không thuộc những thiết bị mới ra trong năm 2024, hoặc là cách đây khoảng tối đa là một năm, tức nghĩa là ra mắt trước đó một năm á, thì mình sẽ tính là thiết bị cũ nha. Còn từ sau này khoảng năm 2024 thì mình cho nó là thiết bị mới. Và danh sách thiết bị mới có thể coi như là E3 Mini 4 Pro, Mavic 3 Pro thì được coi là thiết bị mới, còn lại là mình tính là thiết bị cũ nha anh em. Thì mình khuyên anh em một câu chân thành, đó chính là anh em hãy ngừng cập nhật phiên bản phần mềm, hay còn gọi là cập nhật firmware đi. Cập nhật firmware cho cả máy bay, cả pin, hay cả tay khiển, tất cả mọi thứ liên quan tới cái việc cập nhật phần mềm mới cho thiết bị cũ, thì anh em hãy bỏ qua nó đi, đừng cập nhật nữa, bỏ qua, bấm thẳng vào màn hình bay và bay. Khi nó có hiện lên thông báo trên cái màn hình á, anh em cũng vuốt bỏ nó, không cập nhật firmware nữa, dành cho thiết bị đời cũ nha. Còn thiết bị đời mới, anh em mới mua khoảng 1 năm, ví dụ như là E3 Mini 4 Pro vân vân, thì anh em cứ cập nhật firmware bình thường, có firmware nào mới anh em cứ cập nhật đi. Còn những thiết bị đời cũ trước đó cái đây 1 năm và lâu hơn,
thì hãy ngừng cập nhật firmware đi nha anh em. Và lý do là gì? Lý do đó chính là DJI bây giờ nó chơi bẩn lắm anh em. Nó cập nhật firmware nó bóp cái tính năng, nó gây lỗi cho thiết bị. Và tại sao mình lại nói như vậy? Có cái bằng chứng nào để thể hiện điều đó không? Như đầu video mình đã nói rồi, có thể nó liên quan tới cái vấn đề về phần cứng, hay là phần cứng nó già, nó lão hóa, nó hư hỏng, thì cho nên là sóng sánh hay là chức năng này kia nó không ổn định, nó kém đi, đúng không? Nhưng mà cái đó nó chỉ đúng ở cái chuyện gọi là anh em nghe thằng DJI nó truyền thông, hay là nghe những cái người bán hàng họ truyền thông thôi. Còn sự thật phía sau là gì? Sự thật phía sau là cập nhật firmware nó sẽ làm cho thiết bị chúng ta nó có lỗi, gây lỗi và giảm hiệu năng. Tại sao lại như vậy? Bây giờ mình hỏi anh em một câu đơn giản như thế này. Nếu anh em là một cái nhà sản xuất, anh em có một cái tính năng gì đó mới, thì anh em sẽ lấy cái tính năng đó cho thiết bị mới, hay là sẽ phổ cập tính năng đó cho thiết bị cũ, nếu anh em là nhà sản xuất? Và tất nhiên nếu mình là nhà sản xuất thì đương nhiên mình sẽ dành những cái tính năng mới cho những cái thiết bị mới, chứ không có ngu dại gì để cập nhật những cái tính năng mới cho thiết bị cũ để làm gì. Đương nhiên là mình sản xuất, mình muốn bán những cái máy mới ra với cái giá cao và lợi nhuận nó nhiều. Còn những máy cũ mình đã bán ra rồi thì sang tay qua sang tay lại giữa người này với người kia, bản thân mình là nhà sản xuất, mình đâu có sinh ra được cái miếng lợi nhuận nào đâu, đúng không? Anh em thấy rõ ràng không? Đó, thì thành ra là những con máy đã ra đời cách đây khoảng 1 năm, 2 năm, thậm chí là lâu hơn, 5 năm, 6 năm, 10 năm, những thiết bị cũ. Thì tại năm 2024 bất chợt trên màn hình hiện lên cập nhật firmware. Anh em thấy nó vô lý không? Ra mắt cách đây cả 1, 2 năm, 2, 3 năm, thậm chí là 5, 10 năm. Bây giờ cập nhật firmware thì cập nhật cái gì cho nó? Sửa lỗi à? Anh em bay cả năm trời lỗi à? Lỗi thì nó đã rụng biết bao nhiêu con rồi, đúng không? Cập nhật thêm tính năng mới hả? Tính năng mới thì mình như đã nói rồi, tính năng mới mình để dành cho máy mới, mình chả bao giờ cho máy cũ làm gì đâu. Như vậy thì cập nhật tính năng mới để làm cái gì, đúng không? Thì những bản cập nhật đó chính là những cái bản cập nhật mà nó gây lỗi, làm giảm hiệu năng. Và cái con DJI Mavic Mini 1 mình đã chứng kiến, mình thấy là ở cái phiên bản firmware cuối cùng cập nhật cách đây khoảng 1 năm, 2 năm về trước gì đó. Lưu ý anh em là con DJI Mavic Mini 1 tính ra tuổi đời nó cũng khoảng mới 3 năm, 4 năm thôi. Nhưng mà cách đây khoảng 1, 2 năm về trước nó có tung ra một cái bản cập nhật. Và cái bản đó sau khi cập nhật xong thì con DJI Mavic Mini 1 nó như xịt luôn anh em. Nó như xịt luôn, nó sóng yếu rồi nó lỗi lặt vặt rất rất là nhiều luôn. Và nó thật sự là rõ ràng cái vấn đề về cập nhật phần mềm nó đang gây ra cho những cái thiết bị đời cũ những cái khó chịu, những cái sự gọi là giảm trải nghiệm để người dùng người ta chán, người ta nâng cấp lên thiết bị mới. Đó. Vì vậy thì cập nhật firmware có ý nghĩa gì? Đúng không? Cập nhật firmware không có ý nghĩa gì hết. Anh em hãy ngừng cập nhật firmware đi, đừng cập nhật firmware cho các thiết bị cũ nữa. Và đây là một cái chia sẻ nhỏ riêng của bản thân mình trong cái lúc mà mình làm pin, mình chia sẻ với anh em cho những ai hiểu về kỹ thuật hoặc những ai không hiểu về kỹ thuật thì cũng gắng nghe mà hiểu. Về cái vấn đề riêng về pin của mình thôi. Mình nói về pin thì nó sẽ có cái tính tin cậy hơn. Những cái tính năng khác thì mình không có chắc, nhưng mà về pin mình dám bảo đảm với anh em cái này, điều này là chính xác. Chúng ta hiện tại về dòng mini đi. Dòng mini hiện tại chúng ta có quá nhiều dòng mini. Chúng ta có Mavic Mini 1, Mini 2, Mini Xe, Mini 2 Xe. Bây giờ là mini mới là Mini 4K, rồi Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. Bao nhiêu dòng mini anh em? Rất là nhiều những dòng mini. Và có 4 dòng mini nó sử dụng chung một loại pin. 5 dòng mini sử dụng chung một loại pin. Đó là Mini 1, Mini 2, Mini Xe, Mini 2 Xe và mới nhất là Mini 4K là cùng sử dụng chung một loại pin. Tức là DJI có một cái quy định là thiết bị mới có thể tái sử dụng lại được cái phụ kiện của thiết bị cũ, và đặc biệt đó là cục pin. Ví dụ như anh em mua con DJI Mini 2, anh em có thể sử dụng lại cục pin con DJI Mavic Mini 1. Anh em mua con DJI Mini Xe, anh em có thể sử dụng lại cục pin của con DJI Mavic Mini 2. Anh em mua Mini 2 Xe, Mini 4K thì mặc nhiên anh em có thể sử dụng lại được tất cả các hệ pin của những cái đời trước, bao gồm luôn cả Mavic Mini 1. Pin của Mavic Mini 1 là một loại pin rất đặc biệt, đó là pin lithium ion 18650, không bao giờ phù vỏ bằng sắt.
và nó chỉ sản xuất một lần duy nhất cho con Mavic Mini 1 thôi. Từ đó về sau là nó sản xuất pin lipo hết, tại vì pin lipo cái bản chất của nó là nó có hiệu suất tốt nhưng mà đổi lại nó không bền, mà không bền thì mới bán được nhiều pin. Nói vậy đi cho nó dễ hiểu, còn bền quá sao bán được nhiều pin, đúng không? Thì sao? Thì trước đây á, DJI á, khi cập nhật firmware thì nó cũng bao gồm cập nhật luôn cả firmware pin. Và DJI có phân loại firmware pin, tức là sao? Giả sử anh em sử dụng pin của Mavic Mini 1 là pin 18650 đó, anh em cắm vào body của Mini 2, Mini xe, Mini 2 xe, anh em cập nhật firmware thì nó vẫn hiểu đó là cục pin của DJI Mavic Mini 1, và nó sẽ đổ cái firmware đúng với cái cục pin của Mavic Mini 1, tức là pin chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng gì hết về mặt điện áp, về mặt cấu hình, về mặt vật lý là nó không có gì thay đổi hết. Nhưng ở năm 2024 này DJI chơi một trò rất là bẩn, đó chính là cập nhật firmware theo máy bay chứ không còn theo phân loại pin nữa. Tức là sao? Tức là giả sử anh em lấy cục pin Mavic Mini 1 mà anh em cắm vào body của con Mavic Mini 2, sau đó chạy cập nhật firmware, thì lúc này máy bay sẽ tự động đổ một cái firmware dành cho pin vào trong cục pin. Và firmware đó là firmware của Mini 2. Và vấn đề phát sinh ở đây đó chính là pin Mini 2 là pin lipo. Anh em cứ hiểu pin lipo và pin lithium ion là hoàn toàn khác nhau, không thể để cho nó lẫn lộn với nhau được, vì lẫn lộn nó sẽ gây lỗi cho cục pin. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giảm hiệu suất của pin, thứ ba là giảm thời gian bay, và nói chung toàn là giảm thôi. Và DJI đã chơi cái chiêu đó là không cần quan tâm anh đặt cái viên pin gì vào trong body, tôi đổ cái firmware của cái body đó vô đúng cục pin đó. Giả sử nếu như anh để cục pin Mini 1 vào body Mini 2 thì mặc định là cái firmware trong cục pin Mini 1 đó cũng bị đổi thành Mini 2 luôn. Và hậu quả đó chính là giống như nãy mình nói đó, giảm tùm lum hết. À, cái này nó mới ác đó anh em. Và anh em cũng biết là Mini 4 Pro, Mini 3 Pro với tình trạng pin giả này kia, DJI họ cũng tung ra bản cập nhật liên tục để làm gì? Để chống lại pin giả. Và lúc này nó phát sinh cái chuyện đó là rối loạn về những cái phiên bản pin, ngay cả pin của hãng họ cập nhật nó tạch luôn. Cũng có luôn anh em. Tức là họ không thể phân biệt được đâu là pin hãng, đâu là pin pha ke, đâu là pin giả, pin đồ. Họ cập nhật tè le hột me hết. Và bây giờ cứ mặc định là pin gì mà gắn vào trong body thì nó cập nhật theo cái body đó, chứ nó không còn theo cục pin nữa. Và điều này là một điều rất bẩn, rất là xấu. Vì họ vẫn có khả năng họ phân biệt được các loại pin khi cắm vào máy để họ cập nhật cho đúng. Nhưng không, họ đã bỏ qua luôn cái vấn đề đó. Để làm chi? Để ép người ta cập nhật pin cho nó sai, để làm chi? Cục pin nó nhanh hư. Nhanh hư làm chi? Bán được thêm pin. Nha. Và ngoài cái chuyện pin mình đang nói với anh em thì còn rất là nhiều những cái vấn đề khác về những cái cập nhật gây lỗi, những cái cập nhật mà giảm hiệu năng, những cái cập nhật giảm hiệu suất, vân vân. Đó, ảnh hưởng là thiết bị cũ. Rất là nhiều luôn nha anh em, rất là nhiều luôn. Vì vậy, ở năm 2024 này, lời cuối cùng mình xin muốn nói với anh em là hãy dừng cập nhật firmware cho các thiết bị cũ đi, để chúng ta có được cái trải nghiệm tốt nhất với những cái thiết bị cũ kỹ nha. Còn anh em mà lỡ cập nhật rồi thì chúng ta phải chịu thôi, không có cách nào quay đầu được đâu. Đã lỡ cập nhật thì không thể quay đầu, chấp nhận hoặc là bán nó để nâng cấp lên các thiết bị mới, hết cách rồi. Nó không cho quay đầu đâu anh em, chúng ta không có trông chờ cái việc quay đầu được đâu. Cho nên là nếu mà lỡ cập nhật rồi thì chấp nhận vậy nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé. Bà kè đẹp ha.